yêu thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Hạnh phúc, ấm áp, khổ đau, tuyệt vọng hay là buồn bã? Hãy cùng bước vào thế giới của cảm xúc khi yêu để biết rằng trái tim của chúng ta đang thổn thức và vẫn đang đập những nhịp đập của tình yêu. Và triển lãm nghệ thuật mang tên Tâm trạng khi yêu đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho chúng ta những cảm xúc đó. When I fall in love, it will be forever. Chiếc đồng hồ ngưng chạy, những sợi len đang nối, bịt mắt khi sáng tác hay dùng tăm bông thay cho cọ vẽ, màu nguyên bản hay cuộc hòa điệu của sắc màu, sự đa dạng trong sáng tạo của Nguyễn Dạ Quyên, đó cũng là cách chị muốn thể hiện trong triển lãm Tâm trạng khi yêu lần này. Love is ended. Các bạn sẽ thấy là không có một cái thông điệp chung là trong khi yêu là phải rất vui hay khi yêu phải rất buồn. Nhưng kết luận là tình yêu, tình cảm, mối quan hệ con người là một điều rất là cần thiết trong cuộc sống. Vì có như vậy, khi tim còn đập thì chúng ta thấy là chúng ta còn đang sống. Các tác phẩm của Christopher Schoenbock sử dụng phong cách tối giản với tông trắng đen làm chủ đạo và chỉ làm nổi bật màu của một vài chi tiết ấn tượng trong ảnh. Và sắc màu điểm nhấn trong mỗi bức ảnh lại đến từ hạnh phúc lứa đôi đời thường giản dị. When I give my heart, it will be. Mình là mẹ đơn thân thì mình trải qua rất là nhiều sóng gió. Nhưng khi nhìn những bức tranh này mình cảm thấy rất là yêu đời và mình review lại những cái ký ức buồn, ký ức vui. Rồi mình nói là cuộc đời nó đẹp và mình cũng đã từng có những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Hoàn toàn không có chủ đề của mỗi bức tranh tại đây. Đó cũng là chủ đích của người nghệ sĩ, để công chúng được thỏa sức khám phá hành trình yêu đương của mình. Có lẽ chủ đề của buổi triển lãm ngày hôm nay, Tâm trạng khi yêu, sẽ khiến nhiều người liên tưởng ngay đến một tác phẩm điện ảnh kinh điển cũng nói về tình yêu. Đến đây thì tôi lại nhớ đến một lời trong thủ bút của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết rằng, khi bạn hát về một bản tình ca, tức là bạn đang muốn nói về cuộc đời của mình. Hãy hát lên đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang, thì cuộc tình đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Và có lẽ thông điệp của buổi triển lãm ngày hôm nay, hãy yêu đi, đừng ngần ngại. You feel that way too.